Trong cuộc sống, có những đứa nói chuyện rất nhạt, có những đứa nói chuyện rất vô duyên, nhưng cũng có những đứa nói chuyện vừa nhạt vừa vô duyên. Diệu Nhi à, con nít thì thích lì xì, còn anh thì lại thích mặt lì của em. Giữ được cô gái mọi người ơi. Bây giờ là buổi tối rồi, ánh trăng dần đổ về anh. Còn em sao chưa? Ủa, chết cha không dần. Đổ nước vô mặt mày không? Mình tin không? Đổ nước vô mặt mày bây giờ á. Đổ nước vô đi. Nước từ em. Hiểu không? Anh BB, em nói này đừng nói ai nghe nha. Theo thông tin mật mà em biết đó, có bà chị ngoài Hà Nội nói em nha. Thông tin mật? Mật mà cả triệu người biết. Mật gì? Mật ong hả? Thông tin mật thiệt mà. Ai nghe không? Sao đây? Chị có một người bạn ở ngoài Hà Nội mà người ta bảo với chị đây là một cái thông tin mật. Cái thông tin mật này là chị nói... Mật mà có triệu người biết rồi, mật hoài. Ai cũng thông tin mật hết trơn á. Bảo này, chị bảo này. Dạ. Chị có một người bạn ở ngoài Hà Nội, người ta vừa tiết lộ cho chị một cái thông tin mật. Bây giờ ấy, là không thông tin mật gì hoài vậy chị? Bán mật ong hay gì mà mật hoài vậy chị? Trời ơi, nói gì nghe hoài luôn á, thông tin mật hoài. Chị bảo nè, chị có một người bạn ở ngoài Hà Nội mà người ta bảo với chị đây là một cái thông tin mật. Em cũng có một thông tin mật, chị muốn nghe không? Em cũng có. Người ta đang truy tìm những người một cái dòng giống chị. Một cái dòng giống chị sẽ bị bắt. Tôi hỏi thiệt bà nha, cái tin này còn mật tới chừng nào? Có gì đâu, dòng gì mà giống chị. Dòng chị bình thường mà, gì vậy? Gì vậy tụi em? Bây giờ Facebook qua đăng web mấy cái giọng này đó, chị nói lại câu nãy thôi. Đấy, cái giọng chị nè. Cái giọng hồi nãy. Hồi nãy là chị, giọng gì? Giọng gì đâu em nói thử nghe. Chị có một thông tin mật. Đó đó, là đó đó. Không, cái giọng của nó không đáng tin mật chị. Lúc đầu nghe em mém tin luôn á. Nói vừa mới nói kìa, chị có một cái thông tin mật. Mà cái thông... Ôi, chị không biết á, lúc đầu. Buồn quá à. Bắt chị buồn. Sắp 14 tháng 2 mà không có bồ đi chơi. Chưa có bồ. Nói chị làm mai không? Nhưng mà em giới tính gì để chị biết chị làm mai cho nè. Bi tớp center bot thẳng. Bi tớp center bot thẳng. Xin chào tất cả các bạn. Sắp tới ngày 14 tháng 2 rồi. Tôi chính là thần tình yêu. Ông Tư, Ba Nguyệt xin chúc cho những cặp đôi đang yêu nhau sẽ kết thúc đúng ngày đó. Giá là kết thúc mày. Giá là kết thúc mày. Còn bé tao đang vui rồi, giá là hạnh phúc mày. Còn bé này. Thật là ta sẽ làm phép cho người đẻ vào đúng ngày đó.